chúng con được thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con được thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin mời cùng đoàn. Lạy Chúa, hãy bạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con được thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Ta hát lại. Lạy Chúa, hãy bạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con được thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho câu sướng. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho thẳng ngay, và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho thẳng và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Xin mời cùng đoàn. Hãy hài bạn, hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho thẳng ngay, và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa. Ta hát lại. Hãy dọn đường cho Chúa, hãy sửa đường Chúa cho thẳng ngay, và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. Xin cho bài hiệp lễ. Bài hiệp lễ. Này Chúa đến như hương đông chiếu soi màn đêm, hãy vui lên, hãy vui lên, Chúa đến đây cứu dân mọi nơi. Này Chúa màn đêm, hãy vui lên, hãy vui lên, Chúa đến đây cứu dân mọi thời. Xin cho bài rước lễ. Này Chúa đến như hương đông chiếu soi màn đêm, hãy vui lên, hãy vui lên, Chúa đến đây cứu dân mọi nơi. Này Chúa đến như hương đông chiếu soi màn đêm, hãy vui lên, hãy vui lên, Chúa đến đây cứu dân mọi thời. Xin mời cùng đoàn. Này Chúa đến hay bạn. Này Chúa đến như hương đông chiếu soi màn đêm, hãy vui lên, hãy vui lên, Chúa đến đây cứu dân mọi nơi. Này Chúa đến như hương đông chiếu
cảm ơn cộng đoàn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy dọn con đường tâm hồn để chờ đón Chúa đến. Trong tâm tình ấy, chúng ta dâng thánh lễ này cầu nguyện cho những y lễ sau đây: tạ ơn, cầu bình an theo ý của người xin, cầu cho linh hồn Anton, Ba Maria, Ba Giuse, Đa Minh, Phêrô, Maria Catarina, Francisco, Hai Joachim, Anna, Đa Minh, Lê Minh Vũ, tiên nhân và các linh hồn, để những ý nguyện của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Anh chị em chúng ta hãy thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đứng Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng ai tuốt, xin đừng để chúng con mãi mê thế sự, chẳng còn hăm hờ đi đón mừng con Chúa. Nhưng xin dạy chúng con biết khâm thính những sự trên trời,
hầu được cùng người vui hưởng phúng trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách tiên tri Isaiah. Chúa ngươi phán: Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm. Hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi. Con đường cong keo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa. Vì Ngài đã phán: Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Jerusalem, hãy mạn dạn cất tiếng, hãy cất tiếng cao, đừng sợ. Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Juda rằng: Đây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực. Cánh tay người sẽ thống trị, người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đi trước những chiến lợi phẩm. Người tranh dắt đoàn chiên người như mục tử, người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ. Đó là lời Chúa.
Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô tông đồ. Anh em thân mến, điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của Người, như có vài người lầm tưởng. Nhưng vì anh em, Người hành động nhẫn nại, Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng công trình kiến tạo đều bị thiêu hủy. Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao. Khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan và ngũ hành bị thiêu rụi, nhưng theo lời Người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, lạy Chúa. Khởi đầu phúc âm của Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giu-đê và Giê-ru-sa-lem tuôn đến với Người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đấng đến sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày người. Phần tôi lấy nước mà rửa các người, còn ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi Jerusalem bị thất thủ vào năm 587 trước công nguyên, thì dân Do Thái bị lưu đày ở Babylon. Và Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Isaiah để loan báo cho dân Israel về ngày giải thoát. Và vì vậy trong bài tin mừng mà chúng ta, trong bài đọc một mà chúng ta vừa trích từ phần thứ hai của sách ngôn sứ Isaiah, được gọi là sách an ủi, thì ngôn sứ Isaiah nói có tiếng hô: Hãy mở một con đường cho Đức Chúa. Đây là câu hoàn tất lệnh truyền của Thiên Chúa trước đó: Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành: Thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành
đã đền xong. Trong bài tin mừng, Thánh sử Marco đã thấy rõ nơi Gioan Tẩy giả là người thực hiện các điều mà ngôn sứ Isaiah loan báo, là người giúp chuẩn bị lòng dân Do Thái đón chờ đấng cứu thế. Sứ điệp mà ông kêu gọi mọi người dọn lòng chuẩn bị đón Chúa chính là sám hối và canh tân đời sống. Lòng ăn năn thống hối đích thực không hề tại nơi những tình cảm chóng qua hay những nghi thức bên ngoài, nhưng phải xuất phát từ chính tâm bên trong, từ chính niềm tin, niềm cậy trông vào Chúa. Còn trong bài đọc 2, Thánh Phêrô hướng chúng ta đến ngày Chúa trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Như chúng ta đã biết, vào thời giáo hội sơ khai, thời đầu của giáo hội, thì các Kitô hữu tiên khởi cứ tưởng rằng ngày Chúa quang lâm, ngày Chúa đến trở lại lần thứ hai trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết đó là ngày gần lắm, sắp đến rồi. Và cho nên mà họ cứ ráo riết họ chờ đợi. Nhưng chờ đợi mãi mà không thấy Chúa đến đâu cả. Thức lâu chầu mỏi, cho nên họ đâm ra chán nản, không tha thiết gì đến việc dọn đường cho Chúa đến lần thứ hai. Chính vì thế Thánh Phêrô đã viết thư để động viên họ tiếp tục dọn đường Chúa đến lần thứ hai. Thánh nhân cho biết sử dĩ Chúa đến chậm là vì Ngài nhẫn nại ban thêm thời gian cho kẻ tội lỗi ăn năn sám hối, chứ không phải Chúa hứa quỵt hứa cụi như con người chúng ta. Chúa đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện. Chắc chắn Ngài sẽ đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Còn ngày nào, giờ nào thì không ai biết được. Ngài sẽ đến để đem trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Công lý của Thiên Chúa chứ không phải công lý của chúng ta, công lý của súng đạn, của bạo lực, không, công lý của tình thương. Công việc Thánh Phêrô nói, còn việc phải làm trong lúc này là mọi người chúng ta phải sống thánh thiện để chờ đón Chúa đến. Trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Ngài thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, sống thánh thiện là cách dọn đường tâm hồn cho Chúa đến lần thứ hai. Thế nhưng chúng ta cũng giống như những người Kitô hữu tiên khởi, thức lâu chầu mỏi. Cho nên nhiều người trong chúng ta cũng dọn lắm, biết bao nhiêu mùa vọng rồi, cũng dọn đường cho Chúa đến, cũng ăn năn sám hối, cũng thay đổi đời sống, cũng đi xưng tội. Nhưng mà hết mùa vọng, đâu rồi cũng vào đấy, kiểu thức lâu chầu mỏi. Quả thật nhiều người trong chúng ta vì chờ đợi mỏi mòn và nản lòng, cho nên họ đã quay ra mãi mê trần thế, không sống thánh thiện để dọn con đường tâm hồn cho Chúa đến. Nhiều người Kitô hữu hiện nay đang sống trong một tình trạng đáng lo ngại, vì lối sống của họ ngược lại hoàn toàn với những gì họ tuyên xưng. Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta sáng ngày 23 tháng 3 năm 2017, Ngài đã gọi những người Kitô hữu bịt tai trước lời mời gọi của Chúa là những tín hữu vô thần. Đức Thánh Cha nói: khi chúng ta không chăm chú nghe lời Chúa, chúng ta sẽ lánh xa Ngài và quay lưng với Ngài. Nếu chúng ta không lắng nghe lời của Ngài, chúng ta sẽ tìm những lời khác. Khi khước từ lời Chúa và khi cứng lòng, chúng ta sẽ trở thành những người công giáo bất trung, những người dân ngoại, và tệ hại hơn, những người công giáo vô thần. Bởi vì chúng ta không yêu mến Thiên Chúa hằng sống. Trong thực tế,
trạng người Công giáo vô thần khá phổ biến trong các cộng đoàn giáo xứ của chúng ta. Có người tin Chúa nhưng mà vẫn vô thần, vì họ không gặp gỡ Chúa và tâm sự với Ngài trong lời cầu nguyện, chả có tha thiết gì cầu nguyện cả. Đối với họ thì Thiên Chúa giống như một khái niệm trừu tượng, một phóng ảnh của những ước muốn của con người. Đức Giêsu chỉ thuần túy là một nhân vật lịch sử xa xưa, và giáo huấn của Người cũng chỉ là một mẫu gương luân lý đó mà thôi. Cho nên họ không nhận ra sự hiện diện của Ngài mọi nơi mọi lúc. Vì không cảm nhận được sự hiện diện cao quý của Chúa Giêsu, cho nên họ đã không mở rộng con tim của mình để chăm chú lắng nghe và thực hiện lời của Chúa trong cuộc sống. Chính vì thế Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi: tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi ngay lúc này đi vào một cuộc gặp gỡ cá vị và mới mẻ với Đức Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình. Ngoài ra, chúng ta thấy có những người tin vào Chúa nhưng mà vẫn vô thần, vì ngôn hành của họ không tương ứng với đức tin mà họ tuyên xưng. Đối với họ, giáo lý Kitô giáo đẹp lắm, mang tính nhân văn lắm, hay lắm. Đạo nào cũng dạy mến Chúa yêu người hết á, đạo nào cũng dạy người ta sống tốt, hay lắm. Nhưng mà người ta chỉ dừng lại ở cái lý thuyết mà thôi, không thực hiện trong đời sống. Nói cách khác, đời sống của họ không được xây dựng trên nền tảng đức tin và cũng không được đức tin soi dẫn. Lời Chúa mà họ nghe thường xuyên đó cũng chỉ giống là những thông tin trên các trang mạng mà thôi, trên các phương tiện truyền thông mà thôi. Do đó, dù là người mang danh Công giáo vẫn vỗ ngực xưng tên mình là người Công giáo, nhưng vẫn sống gian dối, lọc lừa, chia rẽ bè phái. Khi không ưng ý một điều gì đó với các vị chủ trăng trong giáo hội thì họ phản ứng theo kiểu thế gian. Đồng thời với một đức tin hời hợt và bề ngoài thì khi phải chọn lựa thì nhiều người sẵn sàng nghiêng về phía lợi lộc vật chất và từ bỏ luật Chúa, sẵn sàng gạt bỏ tiếng nói của lương tâm để nghe theo tiếng gọi của tiền bạc. Ở đây đó, chúng ta vẫn thấy có trường hợp cha mẹ Công giáo nhưng mà công khai chối bỏ đức tin để cho con của mình được vào học tại một số trường chuyên ngành, hay làm việc ở một số cơ quan của nhà nước. Đối với những người như thế, Chúa Giêsu đã tuyên bố: không phải tất cả những ai nói với Thầy lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào mà thôi. Trong bầu không khí mà nhiều người mải mê với của cải, vật chất, danh vọng, địa vị, chức quyền, tiếng hô của Gioan Tẩy Giả: hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi, càng trở nên hiện thực, cấp bách và khẩn thiết biết chừng nào. Trong mùa vọng này, ước gì mỗi người chúng ta quyết tâm dọn con đường tâm hồn của mình để chờ đón Chúa đến. Nghĩa là chúng ta quyết tâm thực hiện lời của Chúa, thực hiện giới răn yêu thương mà Ngài đã để lại cho chúng ta trong đời sống của mình. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin Kinh. Thiên Chúa tận được
sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bằng thế với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế với phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhầm thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu khổ hình và mai tăng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kể chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, phụng vụ hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy dọn lòng sẵn sàng chào đón Chúa bằng một đời sống thánh thiện, tinh tuyền, với quyết tâm hoán cải và tâm tình chờ mong Chúa đến. Chúng ta cùng hiệp ý nguyện xin. Thánh Gioan Tẩy Giả được sai đến để kêu gọi mọi người dọn đường đón Chúa. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn trong hội thánh luôn là những sứ giả của Chúa cứu thế, tận tình chăm sóc đoàn chiên và tích cực đưa nhiều tâm hồn lầm lạc trở về với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Đức Giêsu Kitô là Đấng thanh tẩy lòng người trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang bị mê hoặc bởi học thuyết tương đối và chủ nghĩa hưởng thụ, biết thức tỉnh và sẵn sàng mở lòng để cho Chúa Thánh Thần uốn nắn và hướng dẫn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn tích cực dọn đường cho Chúa đến qua việc siêng năng lãnh nhận các bí tích và dấn thân sống chứng tá đức ái trong môi trường của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Giáo hội Việt Nam đã khởi đầu năm đồng hành với các gia đình trẻ. Chúng ta cùng cầu xin cho các đoàn thể tông đồ có những hoạt động thích hợp để quy tụ và đồng hành với các gia đình trẻ, giúp họ vượt qua được những thử thách để đời sống gia đình luôn ngập tràn yêu thương hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Lạy Chúa là một tử nhân lành, không bao giờ bỏ rơi dân Chúa. Xin Chúa thương nhận những y nguyện của chúng con mà ban ơn nâng đỡ, giúp chúng con sống thời gian mùa vọng này như lòng Chúa mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay trắng để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, đây là bánh rượu chúng con đã chọn lựa trong muôn vàng phúc lâu, chính Chúa đã thương ban. Cô xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho thánh lễ tạ ơn giờ đây chúng con dâng tiên trở nên bào chứng ơn cứu độ muôn đời cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Ơn là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thần là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Khi người đến lần thứ nhân mặc lấy thân xác yếu hèn, người đã thực hiện hồng ân mà Chúa giữ định từ xưa và mở đường cứu độ đời đời cho chúng con. Để khi người đến lần thứ hai trong uy linh, nhờ hồng ân bây giờ được tỏ hiện, chúng con sẽ lãnh nhận điều Chúa đã hứa mà ngày nay chúng con đang tin thức vững xa đợi chờ. Vì thế các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quảng thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng: Thân tha hân thân, Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đấng đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúng tùng đấng nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra
và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thời thương ngay sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu sự ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chiều trên và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mẫu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô, Đức Cha Phụ Tá Giuse, Đức Cha Phụ Tá Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời tạ ơn và lời cầu xin ơn bình an theo ý của người xin. Xin Chúa nhớ đến các tôi tớ của Chúa là An Tôn, Ba Maria, Ba Giuse trong ngày lễ dỗ, Đa Minh, Phêrô, Maria Catarina, Francisco, Hai Joachim, Anna, Đa Minh nhân ngày gửi hài cốt, tiên nhân và các linh hồn theo ý của những người xin mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng với đến anh chị em chúng con đang nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thầy được vào hưởng ảnh sang tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bằng trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với ca ngợi, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha truy đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha
kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chư cám dỗ, cứu chúng con trao khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin oai thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biển loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin oai thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhân theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phung trai đường mở đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được tham dự mầu nhiệm thánh, và Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Giờ đây xin Chúa thương chạy vô để chúng con hằng khôn ngoan sáng suốt, cân nhắc những thực tại trần gian và luôn tha thiết với những thực tại bền vững trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa quý bà anh chị em, như lời của Thánh Gioan trong cái mùa vọng này, đó là sửa lỗi đường lối của Chúa để cho ngay bằng việc luyện tập các nhân đức, và cụ thể cái chương trình tĩnh tâm và ban bí tích hòa giải của giáo xứ của chúng ta như sau: tĩnh tâm mùa vọng cho giới trẻ ngày Chúa Nhật và ngày thứ hai mùng 10 và 11, tức là ngày mai và ngày mốt vào lúc 19 giờ. Tĩnh tâm cho giới phụ huynh ngày thứ ba và ngày thứ tư, tức là ngày 12 và ngày 13 vào lúc 18 giờ, dành cho quý ông bà anh chị em đã có gia đình cũng như là các đoàn thể. Tĩnh tâm cho thiếu nhi ngày thứ năm và thứ sáu lúc 18 giờ, và giải tội luân phiên theo hạt của ngày của giáo hạt Phú Thọ vào ngày thứ hai 18 tháng 12 từ lúc 18 giờ cho đến 20 giờ. Tuy nhiên ngày thường sau thánh lễ ban sáng, tức là lúc 5:30, và ban chiều trong thánh lễ thì tôi cũng vẫn thường xuyên ngồi tòa hồng giúp để chuẩn bị tâm hồn một cách sốt sáng hơn cho quý ông bà anh chị em. Các chương trình của tĩnh tâm và ban bí tích hòa giải đều có gắn chung quanh ở nhà thờ. Ông bà anh chị em có thể lấy smartphone chụp lại hay lên Facebook của tôi lấy xuống cho nó rõ cũng được, và chúng ta sẽ, quan trọng là chúng ta sắp xếp thời gian để chúng ta đi dự những ngày này trong cái giới của chúng ta. Xin được cảm ơn quý ông bà anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.